tớ biết bạn yêu thích gì trên thế giới này. Sô-cô-la, các anh hùng của chú tớ rất thích nó. Vì vậy tất cả mọi người sẽ thích video này mà không có ngoại lệ. Bắt đầu nào. Cindy, chúng ta cần phải đi nhẹ nhàng nhất có thể. Bây giờ thì chạy thôi. Ô, Poppy, thật là tuyệt vời. Wow, của mình trông rất là khác thường. Có vẻ như cả hai chúng ta đều may mắn rồi. Cindy, tớ có thể bắt đầu được không? Tớ rất thích nhấn cái nút này. Thật là thư giãn. Ôi, không thể nào mà dừng lại được. Ôi, nhanh thật đấy. Tớ không kịp theo dõi ngón tay của cậu luôn. Ôi không, cháy rồi. Ác mộng. Hạ nhiệt khẩn cấp thôi. Mary, bạn bắt đầu cơn cháy kìa. Đừng lo lắng quá. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát mà. Tớ phải cho ngón tay vào miệng ngay lập tức. Ôi, tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bây giờ đến lượt bạn đấy. Ngón tay của tớ đã sẵn sàng. Đến lúc bắt đầu thôi. À, tại sao lại cứng thế này? Tớ gần như mất cả ngón tay rồi. Cái Poppy này không bình thường, không nhấn được nút. À, tớ hiểu rồi. Nó trông giống như một viên kẹo vậy. Chỉ cần thử thôi. Ôi, có mùi thơm như sô-cô-la. Ôi, ngọt thật đấy. Wow, bạn may mắn thật đấy. Tớ cũng muốn thử. Hãy cho tớ một miếng đi mà. Cindy, bạn nghe thấy tớ không? Dừng lại đi mà. Mary, bạn đang phá hỏng sự thèm ăn của tớ. Đừng can thiệp vào đây, tớ sẽ không chia sẻ với bạn đâu. Mình phải tự tìm lối thoát vậy. Hiểu rồi. Ôi, chuyện gì vậy? Tớ xin lỗi nhưng bạn ép buộc tớ. Bây giờ tớ phải nhận được tất cả mọi thứ. Ôi, tớ cảm thấy hơi khó chịu. Ô, sô-cô-la. Ê, bạn lấy mất của mình rồi. Thôi khỏi. Mary, bạn có muốn xem ảo thuật không? Nhìn này. Ô, tai nghe kìa. Tuyệt thật đấy, cậu làm như nào vậy? Có lẽ tớ cũng làm được. Mình nghĩ rằng đáng để thử. Ô, được rồi này. Thật là tuyệt. Chúng ta giỏi thật đấy. Để xem trong đó có nhạc gì nhá. Tớ rất thích nghe nhạc và chắc chắn tớ sẽ thích nó thôi. Ồ, đúng vậy. Một nhịp điệu thật là tuyệt vời. Tớ muốn nhảy ngay lập tức. Giống như tớ đã đến một bữa tiệc thật là thú vị. Tớ luôn biết rằng tớ sẽ trở thành một ngôi sao mà. Ừ, wow. Có chuyện gì vậy Mary? Tớ nghe không rõ. Ồ, đấy là suy nghĩ của bạn. Xin lỗi nhưng đến lúc quay lại thực tế rồi. Trời ạ, bạn đã làm gì vậy? Đến lượt tớ xử lý tai nghe rồi. Ôi, trông chúng thật là kỳ lạ. Hình như lại là sô-cô-la. Chính xác, tớ đã không sai. Để tớ thử đi. Không Mary, đây là tai nghe của tớ. Bạn lại bắt tớ làm điều tồi tệ rồi. Lần này tớ cần Nutella để thực hiện kế hoạch xấu xa của mình. Tớ sẽ lấy tai nghe thật và tắm chúng ở trong đó. Đấy, sau một vài giây, Cindy sẽ không thể phân biệt được. Ồ, trông rất là thật. Bây giờ chỉ cần thay thôi. Tuyệt, điều này thật là dễ dàng. Tai nghe sô-cô-la là của tớ. Ôi, ngon thật đấy. Sô-cô-la rất là mềm. Nó tan chảy trong miệng của bạn vậy. Tớ muốn bổ sung thêm. Thật tốt khi có một chiếc tai nghe nữa. Để đây nào. Chúc ngon miệng Cindy. Ôi, tuyệt thật đấy. Mary, bạn có nghe thấy nhạc không? Tớ không hiểu nó ra từ đâu. Từ dạ dày của bạn chứ còn ở đâu. Mở miệng rộng ra hơn đi, tớ muốn nghe. Đấy, thời điểm không thích hợp gì cả. Tớ muốn nhảy. Bạn nghĩ rằng tớ không thể ngăn chặn kế hoạch xấu xa của bạn sao? Dù cho như thế nào, tớ sẽ băng miệng vào và bạn không thể làm được gì cả. Tớ luôn có một kế hoạch dự phòng mà. Tớ cần một ống nghe. Tớ sẽ đặt nó vào bụng của bạn và âm nhạc lại vang lên trong tai tớ thôi. Đôi khi bạn làm tớ rất là tức giận đấy. Thức ăn, thức ăn, thức ăn. Ồ, burger lớn thế. Trời ạ, nó to thật. Ôi, còn rất nhiều nhân ở bên trong nữa chứ. Tớ đang ở trên thiên đường thứ 7.
Tất nhiên, một chiếc bánh mì kẹp thịt thường sẽ không phải là xấu, nhưng một chiếc burger kẹp thịt sô-cô-la mới là đặc biệt. Ôi, gì vậy? Hình như bụng tớ đang réo rồi, tớ thực sự muốn ăn. Bắt đầu với món tráng miệng không đúng, nhưng burger kẹp thịt của Mary thì hoàn hảo. Bạn đang làm gì đấy? Ngồi yên đi, tớ sẽ giải quyết bánh mì kẹp thịt của mình. Mary, nhìn xem có gì kìa. Chim hoang dã. Đấy. Nếu bạn không muốn chia sẻ, tớ sẽ dạy cho bạn một bài học. Tớ sẽ cho thêm một nước sốt cay vào bánh mì của bạn. Đấy, nhấc cái bánh lên và đổ sốt vào. Mary sẽ không nhận ra đâu. Tốt. Tớ không thấy gì cả, nhưng tớ cảm thấy có mùi rất là lạ. À, có vẻ như tớ đoán có chuyện gì xảy ra rồi. Cindy nhìn kìa, có chim. Tớ không tin. Được rồi, đó là một kế hoạch ngu ngốc, tớ đồng ý. Nhưng có ý tưởng hay hơn. Tớ cần đưa bạn ấy cục Rubik. Đấy, nhưng mà tớ sẽ cho bạn xem cái này trước này. Xong. Tớ đã hoàn thành nó trong vài giây. Hoàn hảo. Wow, tuyệt thật đấy, tớ cũng muốn thử. Nào, cho tớ mượn với. Từ từ, tớ phải trộn các màu vào đã. Thôi, đưa đây. Ôi, nó không dễ dàng như tớ nghĩ. Theo tớ, tớ làm nó còn rối hơn ý. Thật tuyệt, cuối cùng tớ cũng có chút thời gian rồi. Tớ sẽ biến bánh mì kẹp thịt của tớ thành sô-cô-la. Nhờ nước sốt này, tớ đã đoán rằng từ lâu Cindy sẽ làm món burger của tớ cay. Bạn nghĩ rằng tớ sẽ ăn no? Không bao giờ, bạn phải tự mình thử thức nó thôi. Phải chuyển động một chút và đổi chiếc bánh sô-cô-la của mình. Nhìn này, tớ làm được rồi. Bạn làm tốt lắm Cindy, bây giờ bạn có thể ăn rồi. Chính xác, tớ hoàn toàn quên mất chiếc bánh mì kẹp thịt của tớ. Ôi, sô-cô-la tuyệt thật đấy, chắc chắn tớ sẽ thích nó. Tại sao tự nhiên nóng thế nhở? Trời ơi, tớ đang cháy. Kế hoạch của tớ rực rỡ như mọi khi. Bây giờ tớ có thể thưởng thức sô-cô-la trong im lặng hoàn toàn. Tuyệt. Tớ không hiểu gì cả, không có thức ăn ở đây. Thôi được rồi, hay là kiểm tra lại đi. Bạn đúng rồi, chúng ta có Coca-Cola. Tớ rất thích sô-cô-la và có vẻ như chai của tớ được làm từ sô-cô-la rồi. Wow, tớ chưa bao giờ thấy Coca-Cola sô-cô-la cả. Ừ, tớ cũng vậy, nhưng tớ chắc chắn sẽ thích nó. Đến lúc thử rồi. Ừ, đó chắc chắn là sô-cô-la, tớ không nhầm. Bây giờ tớ muốn ăn tất cả mọi thứ bên trong. Ôi, ngon thật đấy. Hình như bên trong có gì đó. Hy vọng đó là một bất ngờ tốt đẹp. Ồ, có rất là nhiều kẹo. Cần phải lấy chúng ra càng sớm càng tốt. Nhìn kìa, Cindy nó đẹp lắm sao. Tớ rất là vui. Này, đừng nghĩ đến việc chạm vào nhá. Đó là đồ ngọt của tớ. Và tớ sẽ ăn chúng ngay bây giờ. Tuyệt thật đấy. Tớ muốn thêm. Ôi, tớ không thể mơ về điều gì như vậy. Ôi, và ăn thêm sô-cô-la nữa chứ. Tuyệt thật đấy. Tớ không thể ngồi yên và nhìn được. Mary, dừng lại đi. Hay cho tớ thử một viên kẹo thôi. Không được đâu. Tất cả sô-cô-la đều là của tớ. Tớ không nghĩ rằng bạn lại ám ảnh bởi đồ ngọt như vậy. Ôi, đây là điều tuyệt vời nhất mà tớ từng thử. Trời ơi, tớ biết bao. Tớ sẽ nhớ ngày này mãi mãi. Bây giờ đến là cậu ấy xin đi. Ôi nhờ, tớ vẫn cần nguyên một chai Coca-Cola mà. Làm sao tớ có thể quên được nhờ. Cần phải mở nó ra. Nhưng không dễ dàng như vậy. Có vẻ như ai đó đang rất lo lắng rồi. Không được gì cả. Tớ có ý kiến này. Tớ biết cách mở chai rồi. Không chắc điều này là hiệu quả đâu. Không sao, một kế hoạch dự phòng. Ôi, bạn làm tớ sợ quá Cindy. Tớ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thử Coca. Trời ạ, đốt cả lên cũng không hoạt động. Cái chai ngu ngốc này. Làm thế nào để mở ra bây giờ? Trời ạ, bạn làm tớ mất thăng bằng rồi. Mary, được rồi này. Nhưng tớ ớt hết cả rồi. Ừ, rõ ràng hôm nay không phải là ngày của bạn. Nhưng mà tớ mở được chai rồi.
Không sao, cuối cùng có thể tắm rửa sạch sẽ. Vừa một lý do nào đó tớ muốn ngồi xa bạn đấy. Tuyệt mà. Sô-cô-la hay thức ăn thông thường, bạn sẽ chọn gì? Viết sự lựa chọn của bạn trong bình luận. Ngoài ra đừng quên like video này và đăng ký kênh của chúng tớ. Càng nhiều người đăng ký càng có nhiều video mới hơn. Đơn giản phải không? Hẹn gặp lại mọi người nhé. Tạm biệt.